Con xin kính chào quý cha, quý sơ, quý phê và quý anh chị. Hôm nay là thứ ba, 17 tháng giêng năm 2023, Mardi 17 janvier 2023. Và bài phúc âm của ngày hôm nay trích từ phúc âm theo Thánh Marco chương 2, câu 23 tới câu 28. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Marc, chapitre 2, verset 23-28. Un jour de sabbat, Jésus marchait à travers les champs de blé et ses disciples, chemin faisant, se mirent à arracher des épis. Le jour de sabbat, ngày sabbat được định nghĩa như sau: jour de repos hebdomadaire, đó là một ngày nghỉ hàng tuần, consacré à Dieu, được dùng để thánh hiến cho Thiên Chúa, đồng la loi mosaïque, fait une stricte obligation, và cái ngày này thì theo luật Mô-sê thì buộc phải nghiêm nghiêm túc để tuân theo. Commencer le vendredi soir et se terminant le samedi soir, và bắt đầu từ chiều thứ sáu và kết thúc vào chiều thứ bảy. Ở đây chúng ta thấy là vào ngày Sa-bát, Chúa Giêsu cùng với các đồ đệ đi ngang qua một cánh đồng này là đồng khô, un champ là đồng khô, còn có thể gọi là nương, trồng lúa mì, trồng ngô, trồng bắp. Ngược lại với une rizière là cái ruộng, ruộng này thì có nước, trồng lúa nước. Động từ arracher là verb transitive direct, đó là nhổ, lôi nó ra khỏi một cái gì. Chẳng hạn nhổ cái răng, arracher une dent, nhổ một củ khoai, các cái củ khoai, đây là khoai tây, khoai lang, khoai mì, arracher une pomme de terre, hoặc là nhổ tóc bạc, arracher les cheveux blancs, hoặc là nhổ lông gà vịt, arracher les plumes d'une volaille. Chúng ta nhổ cái gì ra khỏi một cái vật thể thì chúng ta gọi là arracher. Ở đây các đồ đệ của Chúa Giêsu nhổ một cái bông lúa, tức là hái nó ra, rút nó ra khỏi cái thân lúa, arracher un épi, một cái bông lúa, đây là lúa mì. Và một ngày Sa-bát, Đức Giêsu đi ngang qua, à travers là đi xuyên băng qua, les champs de blé, đi băng ngang qua các cánh đồng trồng lúa mì, và các đồ đệ của Chúa, chemin faisant, trên đường đi, se mirent à arracher des épis. Se mirent là ngôi thứ ba số nhiều của động từ se mettre. Se mettre à là bắt đầu làm công việc gì? Bắt đầu hái những cái bông lúa mì. Les pharisiens lui disaient, và các người pharisêu nói với Chúa như thế này: Regarde ce qu'ils font le jour de sabbat, cela n'est pas permis. Này, hãy coi những cái gì, hãy coi việc mà họ đang làm vào ngày sabbat, điều này bị không được cho phép, tức là bị cấm. Cela n'est pas permis. Permettre quelque chose à quelqu'un là cho phép ai làm cái gì. Interdire quelque chose à quelqu'un, cấm ai cái gì. Như vậy bên này chúng ta thấy là negation, phủ định của cela n'est pas permis, không được phép, thì cũng tương đương như là bị cấm. Thì chúng ta có thể nói là c'est interdit, bị cấm, cấm làm việc ở trong ngày Sa-bát. Hãy nhìn xem cái việc họ đang làm vào ngày Sa-bát, điều này không được cho phép. Et Jésus leur dit, và Chúa Giêsu nói với họ như thế này. Và chúng ta cũng để ý, DIT đây là ngôi thứ ba số ít của động từ dire ở temps passé simple. N'avez-vous jamais lu ce que fit David? Fit FIT đây là ngôi thứ ba số ít của động từ faire ở passé simple. Chúa nói với họ như thế này: các ông chưa bao giờ thấy, chưa bao giờ đọc điều mà David đã làm hay sao? Lorsqu'une fille dans le besoin et qu'il lui femme, une fille là ngôi thứ ba số ít của động từ être, passé simple. U là ngôi thứ ba số ít của động từ avoir, passé simple. Khi vua ở trong cái sự túng quẫn và vua bị đói, être dans le besoin. Être dans le besoin được định nghĩa là être dans une situation intolérable. Être dans le besoin, tức là ở trong một cái hoàn cảnh không thể chịu đựng được, du fait que do bởi les choses nécessaires à la vie manquent en permanence. Chúng ta định nghĩa là être dans le besoin là một người nào đang ở trong cái hoàn cảnh không thể chịu đựng được do bởi những cái gì mà cần thiết cho cuộc sống thì bây giờ thường xuyên bị thiếu. Người ta gọi như vậy là être dans le besoin. Thì vua David khi mà bị thiếu những cái thứ cần thiết trong cuộc sống thì ngài bị đói. Ở đây con xin ghi bằng màu vàng tất cả những cái động từ ở thì passé simple, bởi vì có một số động từ nó khá đặc biệt về hình thể. Chẳng hạn như fit là ngôi thứ ba số ít của động từ faire. FUT ở bên dưới thì lại là passé simple của động từ être. Và OUT,
in lui là passé sang ngôi thứ ba sự ít của động từ avoir. Lui-même est ce qui l'accompagnait. Lui-même là chính vua David và những người tùy tùng đi theo ngài cũng bị đói. Au temps du grand prêtre Abiathar, il entra dans la maison de Dieu et mangea le pain de l'offrande. Và vào thời kỳ của thầy thượng tế Abiathar thì vua đi vào trong nhà của Thiên Chúa và ăn những cái bánh làm của lễ. Et nul n'a le droit de manger sinon le prêtre. Những cái bánh này cờ nul không ai được phép ăn ngoại trừ các thầy thượng tế. Nul đây là cách nói ở trong văn Sultani của Persson. Ở đây là văn viết mà văn viết cao cấp. Bình thường chúng ta dùng chỗ này là persona. Ở đây chúng ta thấy là entra là passé simple, ngôi thứ ba sự ít của động từ entrer, mangea cũng như vậy là ngôi thứ ba sự ít của động từ manger. Động từ nhóm 1 thì chúng ta thấy ngôi thứ ba sự ít nó có cái hình thức là a, entra, mangea và donna. Et il en donna aussi à ceux qui l'accompagnaient. Vua ăn xong thì đưa cho cái bánh đó cho cả những người đi theo với mình, đoàn tùy tùng của mình. Il leur disait encore, rồi ngài còn nói với họ như thế này: Le sabbat a été, ngài đây là Chúa Giêsu đó, ngài đã nói với những người Pharisêu như thế này: Le sabbat a été fait pour l'homme, ngày sabbat được thành lập ra vì con người. Et non pas l'homme pour le sabbat, chứ không phải con người được thành lập ra vì ngày sabbat. Voilà pourquoi le fils de l'homme est maître même du sabbat, và chính vì thế con người đã làm chủ ngay cả làm chủ của ngày sabbat. Ở bên trên chúng ta thấy là khi vua David và đoàn tùy tùng bị thiếu thốn và bị đói thì đi vào nhà của Thiên Chúa ăn mangea le pain de l'offrande. Ở đây các dịch giả về Kinh Thánh dịch là các bánh tiến, tiến tức là tiến dâng cho Chúa mà không ai được ăn cả ngoại trừ các thầy tư tế. Ở đây chúng ta coi lại chữ offrande. Offrande được dịch là của lễ. Và chữ offrande này xuất phát từ tiếng Latin offeranda, có nghĩa là những đồ vật mà cần phải bắt buộc phải đem dâng. Les offrandes de la messe sont essentiellement les dons destinés au sacrifice eucharistique. Và các của lễ để dâng trong thánh lễ thì chủ yếu là những của lễ được dùng để làm phép thánh thể, đó là bánh và rượu. En certaines occasions, d'autres offrandes peuvent être apportées à l'autel. Au moment de la procession de fertoire, ở trong một số hoàn cảnh khác, các cái dịp khác, thì một số các cái của lễ khác cũng có thể được mang lên bàn thờ vào lúc mà có đoàn dâng các của lễ. Ở đây con xin in nghiêng các cái chữ này, le pain et le vin thì chúng ta biết rồi. La procession de fertoire, trong một số thánh lễ thì các của lễ được một số người đi từ dưới lên bàn thờ để dâng lên bàn thờ, gọi là procession de fertoire, procession là đi trước, offertoire. Các cái của lễ được đem dâng ở trong cái cuộc rước này đó là offrande en nature plus ou moins symbolique, đó là những của lễ có tính tự nhiên và mang tính chất tiêu biểu. Ou parfois le produit de la quête, và đôi khi đó là sản phẩm, tức là thành quả của việc quyên tiền. Con xin in nghiêng chữ la quête, người ta quyên tiền ở trong nhà thờ gọi là la quête. La prière sur les offrandes achève la préparation des dons et précède immédiatement le dialogue conduisant à la préface de la prière eucharistique. Và đây chúng ta còn là in nghiêng nữa là kinh cầu nguyện ở trên các lễ vật thì sẽ kết thúc cái việc mà chuẩn bị lễ vật để dâng lên và bắt đầu mở đầu cho kinh thánh, kinh nguyện thánh thể. Và đó là phần định nghĩa được con trích từ trong Dictionnaire de la Liturgie, tự điển về phụng vụ của tác giả là Dom Robert Le Gall. Và kinh nguyện thánh thể Prière sur les offrandes như sau: anh chị em thân mến, anh chị em hãy cầu nguyện để lễ vật của tôi và của anh em được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận. Priez frères et sœurs que mon sacrifice qui est aussi le vôtre soit agréable à Dieu le Père tout puissant. Cầu nguyện rào, cầu nguyện để làm sao anh chị em hãy cầu nguyện để cho cái của lễ hy sinh của tôi cũng như là của lễ hy sinh của anh chị em được agréable, dễ chịu, đẹp lòng Chúa là Cha toàn năng. Le vôtre này là pronom possessif thay cho votre sacrifice. Và cộng đoàn đáp lại:
que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice à la louange et à la gloire de son nom pour notre bien et celui de toute l'Église. Que le Seigneur reçoive sau cơ thì động từ ở subjonctif présent, mong rằng Thiên Chúa hãy nhận lấy từ tay cha, nhận lấy của lễ hy sinh vì việc tôn vinh và vì vinh quang của danh Chúa, cũng như là để cho sự tốt đẹp, notre bien, sự tốt, sự lành thánh của chúng con, cũng như là sự lành thánh của toàn giáo hội. Chúng con xin dịch một cách trực tiếp như vậy. Ở đây chúng ta thấy là có hai subjonctif, prier que mon fils, cơ này là có nghĩa là buộc cơ, anh chị em hãy cầu nguyện để cho của lễ hy sinh này được đẹp lòng Chúa. Ở dưới cũng như vậy, xin Thiên Chúa nhận lấy từ tay cha của lễ hy sinh vì sự vinh quang và sự tôn vinh danh của cha. Ở đây chúng ta thấy soa này là subjonctif présent này, do đằng trước nó có chữ buộc cơ và người ta để chữ cờ đó, và phía sau này cũng là cờ này, và đây reçoive là subjonctif présent của động từ recevoir. Vua David đã tiến vào nhà của Thiên Chúa, lấy bánh tiến để ăn, rồi lại trao bánh tiến cho những người đi theo nữa. Và cái loại bánh tiến này thì không ai có thể được ăn, không ai có quyền được ăn hết. Ở bên trên chúng ta thấy là cái loại bánh tiến này, nul n'a le droit de manger sinon les prêtres, không một ai có quyền ăn ngoại trừ các thầy tư tế. Ở đây chúng ta thấy là nul là như con đã nói lúc nãy là tương đương với personne ở trong cách nói bình thường. Personne n'a le droit de manger. N'a le droit de manger. Ở đây người ta nói theo cái cách gọi là văn soutenu, văn tài tuốt, văn cao cấp, thì người ta dùng nul na. Bình thường chúng ta dùng là persona. Chúa Giêsu nói tiếp như thế này, in luc disait encore, ngày Sa-bát được tạo nên cho con người, chứ không phải con người cho ngày Sa-bát. Le Sa-bát a été fait pour l'homme, et non pas l'homme pour le Sa-bát. Con xin trích vào đây một số câu, nó cũng có cái cấu trúc là non pas, ăn để mà sống, chứ không phải sống để mà ăn. Il faut manger pour vivre, et non pas vivre manger. Đây là một câu ngạn ngữ của Pháp. Il faut manger pour vivre, et non pas vivre pour manger, chứ không phải là. Và đây một câu danh ngôn, đây của nhà khoa học Albert Einstein. Nếu các bạn muốn có một cuộc đời hạnh phúc, thì hãy gắn kết cuộc sống của bạn với một mục đích, chứ không phải là gắn nó với con người hay sự vật. Si vous voulez vivre une vie heureuse, attachez-la à un but, non pas à des personnes ou des choses. Và đây là một câu của Gandhi, Thánh Gandhi ở bên Ấn Độ. Chính sức khỏe mới là sự giàu có đích thực, chứ không phải là những đồng tiền vàng hay đồng tiền bạc. C'est la santé qui est la vraie richesse et non pas les pièces d'or et l'argent. Là cái này, chứ không phải là cái này, ăn để sống, chứ không phải sống để ăn. Gắn cuộc sống mình với mục đích, chứ không phải gắn cuộc sống mình với một cái sự vật hay con người nào đó. Sức khỏe là tài sản, là sự giàu có đích thực, chứ không phải là những cái đồng tiền. Như vậy ở đây chúng ta thấy giống cấu trúc như là chúng ta vừa nói, ngày Sa-bát được lập ra, thành lập cho con người, chứ không phải con người cho ngày Sa-bát. Con xin cảm ơn và con xin kính chào quý cha, quý sơ, quý frère và quý anh chị.